Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại video của Hỏi Bãi nhá. Hôm nay thì Hỏi Bãi giới thiệu cho anh em một con G6 Steam 018C của Đức sản xuất nha anh em nhá. Con này máy nhập nguyên một cây hàng bãi về, nguyên bản zin hết, máy đẹp xuất sắc nha anh em nhá. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0399. Con này thì công suất bằng một con Steam MS180. Đó, bằng một con Steam MS180 làm xích zin đầu máy luôn nhá. Đó, làm metin này. Dài qua lam này lam 40 nha các bác nhá. Lam 40 dài được 35 chữ chân ốc rồi. Đó, xích là xích 91 xích Steam 91 nhá. Đó. Xài có xả áp này, có tăng xích nhanh cho anh em này. Đó, hàm rồng sắt này, bô biết zin hết này. Đó. Bao zin cho anh em toàn bộ luôn. Đây bên trong máy đồ zin hết nhá. Bu zin, zin nòng zin, điện zin, bô zin, chế zin, nói chung là em nhập nguyên một cây hàng bãi về nên là chất lượng máy rất là cao luôn. Bao cho anh em kiểm tra máy thoải mái nhé. Đó, Steam 180C. Đó, con này giá cũng rất là mềm mại anh em, tặng kèm cả vỏ lam zin ép tin anh em này. Đó, con này thì nòng là 38 ly, trọng lượng là 5 kg anh em nhé. Đó, con này em sử dụng trong gia đình là cực kỳ ok luôn. Đó, nói chung đời cao, phụ tùng thay thế nhiều. Nó phụ tùng của nó vừa y chang dòng máy mới nên là anh em yên tâm luôn nhá, đồ của nó cái gì cũng có mới luôn, anh em có thể thay thế thoải mái nhá. Không quay sơ cho anh em xem một lượt này, con này máy rất đẹp luôn anh em, mới keo. Con này thì em đang bán anh em với giá là 3.500.000, thì nó bao ship tận nhà cho anh em luôn, tặng kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện giữa xích kim nổ buji và tôi biết chỉnh nhá. Rồi bây giờ xin phép test nổ cho anh em với thương máy. Rồi, con này thì em đang bảo hành cho anh em là 6 tháng sử dụng nhá. Đó, hư hỏng cái gì anh em có thể sửa chữa miễn phí hết nhá. Phanh xích đồ ngon hết nhá. Trong lòng bạc bít tông máy móc là em bao cho anh em zin đẹp. Thưa nói chung là máy bên nước ngoài nó sử dụng rất là lướt thôi nha, không có sử dụng kỹ như Việt Nam mình. Đây là chất lượng máy còn rất là cao nhá. Đó, 3.500.000 bao ship tận nhà. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0599 nhá. Bơm nhất lam đồ đã ok hết rồi. Đó, về chỉ việc sử dụng thôi. Giờ xin kết thúc video đây, anh em nhớ theo dõi video của Hỏi Bãi nhá. Đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Hỏi Bãi.